Rồi xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 21 tây tháng 10 anh em. Rồi mỗi ngày như mọi ngày em đều có lên video cho anh em ha. Rồi video của em á thì nằm ngay khung giờ là buổi trưa là tầm khoảng 11 giờ rưỡi đến 12 giờ anh em. Còn buổi tối thì tầm khoảng 7 giờ rưỡi đến 8 giờ tối ha. Rồi khung giờ của em là mỗi ngày thì đều có hai buổi anh em. Rồi buổi tối thì em lên cho anh em là hai video ha. Video 1 và video 2 anh em, cho anh em tha hồ mà lựa chọn anh em. Rồi thì mà hình thức mua bán của anh em thì anh em nào chốt hàng thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, là 0946626585 anh em. Rồi anh em nào chưa chốt, chưa có mua bên em lần nào thì cọc tiền ha, còn anh em nào có mua rồi thì khỏi cọc nha anh em. Rồi với lại là hàng đây là hàng chưa dọn nổ, máy này là máy chưa dọn nổ anh em, thì là cộng ship giùm em ha, là máy cộng ship anh em chứ không có bao ship anh em. Máy này bên em là bán hàng giá sỉ giá rẻ rồi ha, cho nên là không có bao ship. Rồi máy thì sẽ bao cho anh em đầy đủ đồ, hơi lửa ngon lành nha anh em. Đầy đủ đồ, đầu bò chén kẹp đầy đủ ha. Rồi em vô con số 1. Con số 1 này là con Mitsu anh em. Mitsu này là Mitsu TL43, hàng Trung Quốc xuất Nhật nha anh em. Rồi con này thì 43cc là nồng 40 ly anh em. Con này thì bán cho anh em 1 triệu 2 ha, nồng 40 ly anh em. Chế ra ngang. Rồi thiếu nắp e thì em nữa em tặng cho anh em bộ bu e khác nha anh em. Rồi con này thì con số 1 anh em. Con số 1 ha, 1 triệu 2. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn ha. Tay lái dài anh em. Con này là con Mitsu TL43. Rồi 1 triệu 2 anh em. Áo nó có mẻ găng ha. Con số 1, 1 triệu 2. Tiếp theo là con số 2. Con số 2 là con Shindewa anh em. Con này là con Shindewa 270. Con này thì số 2, 1 triệu 2 anh em. Shindewa 270, 1 triệu 2. Tay lái của nó là tay lái dài. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ anh em, thiếu đầu bò thì em sẽ lắp vô cho anh em đầy đủ. Con số 3 là con rồi con này là con cơm anh em. Con cơm 26 có đề. Con này 26 có đề anh em. Con số 3 này 1 triệu mốt ha, 1 triệu mốt. Tay lái dài anh em. Đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi con số 3 1 triệu mốt anh em. Isaki cơm su có đề. Con số 4 là con này là con Shindewa S25 anh em, S25 ha. Shindewa S25. Rồi con này thì số 4 anh em 700.000 ha, 700.000. Đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi con số 4 700.000 anh em. Shindewa S25. Rồi tiếp theo là con số 5. Con số 5 này là con Nativo anh em. Con Nativo ha, hàng này hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em. Đây con số 5, hàng Trung Quốc xuất Nhật tôm gời. Con số 5 này 700 ngàn, tay lái dài. Tay lái dài anh em, đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn ha. Con số 5 là con cơm Mitsu anh em, hàng Trung Quốc xuất Nhật. Nồng 34 ly, con số 5 này 700 ngàn. Rồi lô số 6 là Shindewa anh em. Shindewa này là Shindewa, hai con này là... Để em coi coi. Shindewa con này là 2004 anh em. 2004 ha. Rồi con này 2004 luôn anh em. 2004, hai con đều 2004 anh em. Hai con này thì phải nói là bao đẹp cho anh em luôn. Bao đẹp luôn anh em. Rồi hai con này bao đẹp cho anh em. Rồi con này thì có cây cần nó bị gãy thì nữa em đổi cho anh em ống cần ha. Tay lái dài luôn anh em, tay lái dài luôn. Rồi đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ ha. Rồi hai con này đều là 2004 anh em, 2004. Chế là chế hệ ra ngang hai kim luôn. Rồi lô số 6 này là 800.000 cây anh em, hai cây 1 triệu tư. Ủa 800.000 cây, hai cây 1 triệu 6 ha. Mặt giật trợ lực nhỏ anh em, con này mặt giật trợ lực lớn ha. Rồi hai con này bao đẹp luôn anh em, đỏ ao. Cực kỳ đẹp luôn nè, còn đỏ ao luôn ha. Rồi hai con này thì là 1 triệu 6 anh em. 800.000 cây, lô số 6. Rồi tiếp theo. Cái này là Nativo anh em, con này 700.000. Shindewa S25 700.000. Cơm Mitsu anh em. Con này cơm số 23 anh em ơi, con này 23 ha. Rồi con số 2 anh em, con số 2 này có đề. Rồi 1 triệu mốt. Shindewa Short 270, con này 1 triệu 2. Rồi tiếp theo là lô số 7 anh em. Lô số 7 là hai con Mitsu T140. Mitsu T140 anh em, tum là tum gời luôn ha. Tay lái là tay lái dài hết luôn anh em. Đầu bò chén kẹp thêm bao cho anh em đầy đủ nha anh em. Rồi cái này thì là Mitsu T140 anh em, tum là tum gời luôn ha, tum gời luôn. Hai cây 1 triệu 8, 900.000 cây, lô số 7.
Lô số 8 là hai con Sindewa nha anh em. Sindewa này là Sindewa 231 với Sindewa 234 ha. Con này thì con này bị lai rồi nha anh em. Con này bị lai ha, ba lô nha anh em. Ba lô độ cần nè. Con này bên Nhật nó độ sẵn luôn nha anh em. Bên Nhật này độ sẵn luôn ha. Rồi. Lô này bán cho anh em 900.000 cây anh em, 2 cây 1.8. Sindewa 231 234. Tay lái thì một dài một tròn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em. Lô số 9 là hai con Singu. Singu anh em, Singu 26 ha, nòng 34 ly chế hệ ra ngang luôn anh em. Lô số 9 này thì hai cây này là 1.7 anh em, 850.000 cây ha. Singu 26 nè, Singu 26, nòng 34 ly. Tay lái của nó là tay lái dài hết anh em, tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ. Lô số 9 anh em, Singu 26, nòng 34 ly. Rồi tiếp theo là lô số 10. Lô số 10 là con này. Số 10 là con Echo anh em, Echo là Echo 261 ha. Con này Echo 263 luôn anh em ơi. Đây. Echo 263 anh em, con số 10 này 1.1 triệu, ra bóp luôn anh em. Chế là chế ra ngang vú lớn. Rồi Echo Kingit màu trắng, số 10 1.1 triệu. Đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ anh em. Ta lấy dài, ra bóp zin luôn anh em. Lô số 10 1.1 triệu. Số 11 là con Tanaka giật sao anh em. Con này có con cây ha. Con cây anh em, mà con này bao đẹp cho anh em luôn ha. Con cây. Rồi Tanaka giật sao, con số 11 này 650.000 anh em, 650.000 ha. Đây đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ. Số 11 650.000. Số 12 là hai con Austin anh em. Austin này là Austin 26. Đây Austin 26 ha. Austin 26 này thì hai cây anh em, hai cây thì là một này ba cây luôn. Ba cây anh em. Đây này một cây nè, hai cây. Đây một cây luôn anh em, đây một cây luôn ha. Con này có trợ lực luôn nè. Austin này là Austin 2602 ha. Rồi tay lái dài anh em, có một cái tay lái tròn. Ra bóp hệ luôn nè, ra bóp hệ luôn ha. Rồi lô này ba cây anh em, tổng cộng là ba cây ha. Ba cây này thì là 3.6 triệu anh em, 1.2 triệu cây ha. Austin anh em, 1.2 triệu cây. Rồi đầu bò chén kẹp bao cho anh em đầy đủ luôn. Tiếp theo là lô số 13. Lô số 13 là hai con Echo xanh nha anh em. Rồi, té ngã luôn rồi. Rồi, hai con Echo xanh, một con Echo 240, một con Echo 220 nha anh em. Rồi, hai cây này 1.5 triệu, 750.000 cây. Tay lái của lô này là một dài một tròn. Đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ ha. Lô số 13 anh em, hai cây 1.5 triệu. Echo xanh. Hai con 1.5 triệu anh em, 750.000 cây ha. Còn đây là Austin nha anh em. Austin này thì 1.2 triệu một cây. Tanaka vượt sao anh em, 650.000. Rồi Echo, Echo trắng anh em, Echo Kyuit 2603. Con này 1.1 triệu. Singu này thì 850.000 cây anh em, hai cây là 1.7 triệu. Còn đây là Sindewa nè, hai cây 1.8 triệu anh em, 900.000 cây. Mitsu 140, 900.000 cây anh em. Rồi tiếp theo là lô số 14 nha anh em. Lô số 14 là con này là con Mitsu TBE. Con này thì bình sân lớn là trắng sáng anh em, thiếu nắp e thì em sẽ gắn vô cho anh em đầy đủ ha. Con này bao đẹp luôn. Rồi con số 14 này 1.3 triệu anh em, tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ ha. TBE nè. 26cc anh em, nòng 34 ly, số 14 1.3 triệu. Con này nòng 34 ly anh em, 26cc ha. Rồi lô số 15 là Sinewa S20 23 anh em. Hai con này là 1.3 triệu. Rồi hai cây này 1.3 triệu anh em, Sinewa S20 23. Tay lái thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài mới ha, hai cái tay lái dài mới. Lô số 15. Rồi lô số 16 là hai con Tanaka. Một con Tanaka là Tanaka 281 anh em, 281, một con Tanaka là 250 ha. Rồi hai con này thì 1.1 triệu một cây, hai cây là 2.2 triệu anh em. Con này là 281 ha, con này là 250. Rồi tay lái là tay lái dài hết nha anh em. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn. Lô số 16, hai cây 2.2 triệu, 1.1 triệu một cây anh em. Rồi tiếp theo là lô số 17. Lô số 17 là Mitsu T100 anh em, Mitsu T100 ha. Con này thì bể áo anh em. Rồi hai con này thì bán như hình nha anh em, không bao gì cả ha. Không bao gì cả. Tay lái thì
một bên có một bên không nha anh em. Đầu bò thì em thấy là đủ đầu bò nè, rồi đủ chén luôn anh em. Rồi lô này 450.000 cây, hai cây là 900 ha. Lô số 17, lô số 17 anh em, Mitsute 100. Lô số 18 là hai con Echo Kiwis 232 anh em, 232 ha. Con này nó thiếu cái mão thì em sẽ lắp vô cho anh em cái mão giống vậy anh em. Rồi hai cây này 800.000 cây, hai cây 1.600.000. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ nha anh em. Lô số 18 hai cây 1.600.000. Lô số 19 là hai con Tanaka tổ ong. Rồi hai con này 1.800.000 nha anh em, Tanaka tổ ong ha, nòng 34 ly. Tay lái là một dài một tròn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 19 Tanaka tổ ong hai cây 1.800.000. Lô số 19. Đây Tanaka tổ ong anh em, nòng 34 ly ha. Rồi lô này 2 cây 1.800.000. Còn đây là Kiwis 23232 anh em, 800.000 cây. Mitsute 100. Cái này 450.000 ha. Còn đây là Tanaka 250 281 anh em. Giới hệ ra ngang luôn ha, 1.100.000 cây. Shindewa anh em, Shindewa 650.000 cây. Còn đây là TLE 27 anh em. Con này 1.300.000 ha. Rồi tiếp theo là lô số 20. Lô số 20 là ba con Magu anh em. Magu này là Magu 23 ha, Magu 23 chế hệ ra ngang luôn. Magu 23 anh em, tum gời luôn ha. Tay lái của lô này thì hai tay lái dài, một cái tay lái tròn anh em. Đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ luôn. Lô này quá quá VIP anh em ơi. Magu 23 tum gời 850.000 cây anh em, 850.000 cây ha. Lô này 3 cây 2.550.000. Lô số 21 là Echo 21 luôn anh em, Echo 21 luôn ha. Rồi lô này 3 cây 600.000 cây, 3 cây 1.800.000 anh em, lô số 21. Tay lái là hai tay lái dài, một cái tay lái tròn. Ở lô này là hai tay lái tròn, một cái tay lái dài anh em. Rồi đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ ha. Lô số 21, 3 cây 1.800.000 anh em. Echo ha, Echo 21. Rồi lô số 22 là lô này là lô Kawasaki anh em. Kawasaki TD 24. Con này nước sơn bị chóc anh em, nước sơn bị chóc ha. Rồi lô này thì bán giá rẻ cho anh em ha, tum là tum gời hết nha anh em. Tum gời của lô này thì là nội cái tum gời không là thấy 400.000 một bộ rồi nha anh em. Tum gời này là 400.000 bộ tum gời rồi. Rồi nguyên cây thì em bán có 600.000 anh em, 600.000 ha. 3 cây 1.800.000. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn. Rồi đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em. Bao đầy đủ cho anh em luôn ha. Rồi lô 22 TD 24 3 cây 1.800.000. Lô 23 là TD 18 anh em. Rồi TD 18 anh em, lô này thì cần cũng là cần tum gời 260 hết luôn ha. Cần tum gời 260 luôn nha anh em, TD 18. Rồi lô này thì tay lái của nó là một cái tay lái dài, hai cái tay lái tròn anh em. Đầu bò thì em thấy là đủ nè, đủ đầu bò anh em. Rồi lô này 400.000 cây anh em. 3 cây 1.200.000 ha. Lô này thì bán như hình nha anh em, không bao luôn ha. Không bao. Nói anh em mình về mình lấy bộ cần thôi là thấy đủ tiền rồi nha anh em. Cần của nó là cần tum gời hết luôn ha. Cần tum gời. Rồi lô số 23 anh em. Lô số 24 là Echo 209. Echo 209 lô này thì 650.000 một cây, 3 cây là 1.950.000 nha anh em. Echo 209. Tay lái thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài hết luôn ha. Rồi đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em. Lô số 24, 3 cây 1.950.000. 650.000 cây. Lô số 25 là TG anh em. Kawasaki TG 25 nè, TG 25. Một con là TG 24 ha. Rồi tay lái của lô này là hai tay lái dài, một cái tay lái tròn anh em. Hai con TG 25, một con TG 24. Lô này 700.000 một cây anh em. 3 cây 2.100.000. TG 25. 2 cây. Rồi đầu bò chén kẹp bao cho anh em đầy đủ luôn anh em. Hơi lửa ngon lành ha. Lô số 25, 3 cây 2.100.000. TG 25. Bao cho anh em đủ đồ luôn anh em, đủ đồ ha. Đây Kawasaki TG 25 anh em. TG 24 25. Rồi lô này 700.000 cây. Echo 209 650.000. Còn đây là Kawasaki anh em TD 18 ha, 400.000 một cây anh em. Lô này thì anh em là bao lời cho anh em luôn ha, bao lời luôn. 400.000 cây nội bộ cần không là 400.000 rồi, nguyên cái máy luôn chỉ có 400 thôi. Quá rẻ. Tiếp theo là TD 18 TD 24 anh em, lô này 600.000 cây ha. Anh em về mình bán cái đầu thôi thì cũng 500 người nghe anh em. TD 24 nè. Echo 21 600.000 cây. Còn đây là Magu anh em. Magu này là Magu 23cc ha, tum gời luôn, 850.000 cây. Rồi tiếp theo là lô số
số 26 nè, đây lô 26. 26 là echo trắng nè, echo trắng chế hệ là chế hệ ra ngang hết ha. Echo trắng này là 650 ngàn một cây nè. Echo trắng ha, lô này 6 cây, 650 ngàn một cây. Tay lái của nó là tay lái dài hết cho anh em luôn. Tem mát đầy đủ. Đầu bò chén kẹp thì em bao cho anh em đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 26. 6 cây 3 triệu 9, 650 ngàn cây ha, echo trắng. Lô số 27 là lô TG nha. TG này là TG 1820 ha. TG 1820 nha anh em. Lô này thì tum gời là 1 2 5 cái tum gời nha anh em. 4 cái tum gời, lô này 4 cái tum gời, 2 cái tum liền ha. Tay lái lô này thì có một cái tay lái tròn anh em, một tay lái tròn. TG 1820. Rồi lô này thì đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn anh em, 500 ngàn cây ha, 6 cây 3 triệu. Lô số 27 anh em. 6 cây 3 triệu, 500 ngàn cây, TG 1820. Lô số 28 là lô Austin nha anh em. Austin này là Austin 22 ha. Austin 22 anh em. Lô này tổng cộng là 6 cây. Austin 22 6 cây, lô này 650 ngàn một cây anh em. 6 cây là 3 triệu 9. Lô này thì không có tay lái luôn anh em, chỉ có là tay lái tròn. Có một cái tay lái dài. Rồi lô này anh em chốt lô này em sẽ tặng cho anh em tay lái dài mới ha. Tặng cho anh em đủ tay lái dài mới luôn anh em. Austin. Lô này có 24 luôn anh em ơi nè, 24 một cây là 2 cây 24 nè. 23. Rồi. Rồi lô này có 2 cây 24 anh em, 2 cây 24 ha. Lô này bán cho anh em giá rẻ luôn, 650 ngàn một cây anh em, 650 ngàn một cây ha. Rồi đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 28. 6 cây 3 triệu 9, 650 ngàn một cây, tặng cho anh em tay lái dài. Lô số 29 là lô này là lô cơm mất xu anh em. Cơm mất xu này là cơm mất xu 26 ha, nồng 34 ly. Một con tum gời, hai con tum gời, hai con cánh bướm nha anh em, hai con cánh bướm ha. Tay lái là tay lái dài hết nha anh em, tay lái dài hết luôn ha. Đầu bò chén kẹp bao cho anh em đầy đủ, thiếu đầu bò thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Rồi cơm mất xu này cơm mất xu 26 anh em, hai con tum gời, hai con tum liền. Lô này 1 triệu rưỡi cây. Lô này 4 cây chứ. Lô này 1 triệu rưỡi cây anh em, thư ký em ghi lộn nha. Thư ký em ghi lộn ha. Bây giờ 1 triệu rưỡi cây. Rồi 3 cây, 4 cây là 6 triệu anh em. 4 cây 6 triệu ha. Cơm mất xu này 4 cây 6 triệu anh em. Thư ký em ghi lộn 3 cây ha. Rồi lô này 4 cây 6 triệu, 1 triệu rưỡi cây anh em. Cơm mất xu 26. Nồng 34 ly, lô số 29. Đây cơm mít su 26 anh em. Rồi lô này thì 1 triệu rưỡi cây ha. Cái áo này nó bị ra bị cháy anh em. Cháy thì em sẽ đổi cho anh em cái áo khác ha. Rồi lô này 1 triệu rưỡi cây. Rồi đây là Austin nha anh em. Austin 22, 24 nè. 22, 23, 24. Rồi lô này 650 ngàn cây. Kawasaki TG 1820 anh em. Lô này 500 ngàn. Còn lô này là lô Echo trắng anh em. Echo trắng lô này 650 ngàn cây anh em. 650 ngàn cây ha. Chế hệ hết luôn ha, chế hệ ra ngang cho anh em luôn. Rồi lô số 30. Lô số 30 là lô Tanaka chữ A. Rồi Tanaka chữ A thì lô này 30, lô 31 anh em, hai lô ha. 30 31 hai lô. 650 ngàn một cây anh em, 6 cây 3 triệu 9. Rồi anh em nào muốn chốt lô nào chốt nha anh em. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em. Lô số 30 ha. 650 ngàn cây, 6 cây 3 triệu 9. Lô số 31 cũng vậy nha anh em. Lô số 31 ha, đây là số 31 nè. 6 cây 3 triệu 9. Còn đây là số 30 nha anh em, số 30 ha. 6 cây 3 triệu 9 luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ hết luôn ha. Lô số 32 là lô này là cơm mít su nha anh. Cơm mít su 23. Cơm mít su 23 thì 3 cây tum 4 cây tum gờ liền, 1 cây tum gời anh em. Tay lái là tay lái dài nha anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn, giá rẻ cho anh em luôn nè. Lô này 1 triệu mốt cây, 1 triệu mốt 50 cây nha anh em. 5 cây là 5 triệu 7 50 ha. Cơm mít su 23. 1 triệu mốt 50 cây. Lô số 33 là lô này là lô Magu. Magu 23 anh em, Magu. Magu 20 chứ. Magu 20 anh em, 650 ngàn cây ha, 6 cây 3 triệu 9. Magu 20 nè, 20cc. Rồi chế là chế hệ ra ngang hết ha. Tay lái thì bao cho anh em tay lái dài luôn anh em. Rồi lô số 33, 6 cây 3 triệu 9, 650 ngàn cây anh em. Rồi đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn ha.
Lô số 33 anh em, 650 ngàn cây, 6 cây 3,9 triệu, Magu 20. Lô số 34 là Magu 26 anh em, Magu 26. Lô này 3 cây anh em, tay lái thì tay lái dài luôn nha. Đầu bò trắng kẹp đầy đủ luôn. Lô số 34 anh em. 3 cây 3,3 triệu, 1,1 triệu cây. 1,1 triệu cây anh em, lô số 34. Rồi lô này 1,1 triệu cây, Magu 26, lô số 34. Magu 20 anh em, hơi lửa ngon lành, bao cho anh em đủ đồ luôn ha. 650 ngàn cây. Cơm Mitsu 23 24 anh em, 1,1 triệu. Còn đây là Tanaka chữ A, 650 ngàn cây. Tanaka chữ A 650 ngàn cây anh em. Rồi anh em nào chốt chốt lô trong video 1 này của em á thì anh em hãy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, là 0946 626 585 anh em. Tại vì em sẽ tiếp tục em sẽ quay thêm cái video 2 ha. Thì trong vòng 15 phút em mới trả lời lời Zalo cho anh em được. Cho nên là anh em nào chốt video 1 thì anh em hãy hãy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.